Ok, hello Nguyễn Hoàng Vũ, chào bạn. Anh đang cho em hỏi một chút trên đấu trường chân lý với công nhân kiếp đồ nên dùng phần mềm. Cái này cái bị tính là ban đâu mà bạn việc gì bạn cần phải dùng phần mềm để ghép đồ à? Tôi nói thật nhá. Nếu mà được khuyên bạn thì tôi nói thật là tôi khuyên bạn là không nên dùng. Không nên dùng. Một là cố nhớ, hai là bây giờ cái giao diện nó cũng thay đổi rồi. Hai cái đồ để trên đất mà bạn di nó vào nhau là bạn cũng thấy được nó sẽ ghép cái đồ gì rồi. Tốt nhất là đừng nên dùng. Lỡ mà có làm sao thì bé hối không kịp. Tôi đang đánh xin đây này. Tôi bắt con pai này để tôi đánh xin đấy chứ. Nếu mà bạn Hà Nhật Quang được bảo là được Riot cho phép rồi thì anh em cứ dùng thôi. Chứ bây giờ chẳng lẽ các bạn lên hỏi tôi. Tôi lại nói với anh em là anh em cứ dùng đi. Xong đến lúc mà các bạn bị làm sao các bạn lại bắt đền tôi à, đúng không? Tôi đâu có biết được. Tốt nhất là tôi nghĩ là anh em cứ tùy tự tìm hiểu. Chứ các ông cứ hỏi tôi đến lúc khó cho bản thân tôi lắm. Lỡ mà chẳng may có vấn đề gì làm sao mà tôi đi xin lại nick cho các bạn được, đúng không? Các bạn đánh 2 ngày là nhớ không cần phải dùng cái phần mềm làm cái gì cả. Chuyện tình yêu không như chuyện cố tình. Con này cũng ngon. Giờ ra tiền cũng được. Tôi mua con này tôi chờ đến Darius 2 nó đẹp. Ui chà 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 chà. Tàn choa. Ui đấy, thấy chưa? Một khi mà có duyên thì chúng ta sẽ là của nhau. Không cần phải đợi bố con thằng nào cả. Này, qua wiki này. I know what lurks in the shadows. Nghe nói bây giờ là con Pai team băng là khám lắm à? Ồ đúng không? Pai team băng bây giờ là khám lắm đúng không? Lâu nhiều phết này. Tốc độ đánh giảm nhiều thật. Như Sojin á. Ai chà 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 chà. Tôi cũng chưa kiểm chứng lắm. Nhưng mà thấy anh em xui thì tôi đánh theo anh em thôi. Chứ còn em giờ giống như ngào 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 ngờ
bùa đỏ này. Cảm ơn bạn Hoàng Trương đã tặng sao. Bay qua ai người đó bị giảm tốc à? Cố tất. Bạn lắp vào tí đợi sau. Đúng rồi, làm sao mà được hồi máu nữa, làm sao mà được hồi máu, như thế nào? Ba cái là 75% nó đứng im hết à? Ừ, mất đi 75% tốc độ đánh thì đánh đấm choa gì. Đã hư vô bộ pháp rồi. Úi, slow hết này. Úi, nhìn mê nhờ. Thì mà nhìn bẩn vãi lìn ý. Xoẹt. Hai tim băng một giáp máu thì hơi quá đáng đấy nhá. Để mẹ đồ mà nhiều như thế thì hơi quá đáng đấy. Đổ mé thiệt tầng lớn. Không có vui lớn. Lấy tạm con bài 2 dướn. Vuốt rồng sao? Hai nỏ sét có cộng dồn bạn ơi, tôi nhớ là có mà, giật đùng đùng luôn. Chiu. Thấy hoa rơi lòng anh vẫn nhớ. Chưa thể tung hư không vào được. Lại hết pin này, tút tụt rồi. Tươi rồi đấy. Mười tiền. Ông này cũng đang nắn hư không. Ông nào cũng nắn hư không. Trời ơi, Rengar đã có một cháu ở đây rồi này. Cũng hư không này. Xoẹt.
ít nhất là đang có 4 người đang bị hư không à, ít nhất là có 4 người. Cảm ơn Lê Hữu Thắng tặng sao, yêu bạn rất là nhiều, cảm ơn bạn. Mà anh luôn yêu. Khi nào bây giờ nó ra đột 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 phát ba con Rengar không nhở? Nhưng mà tầm này Rengar ra tôi cũng không thích lắm vì nó chưa có đồ đam cho Rengar. Bây giờ phải có một cái kiếm BF này, viết kiếm. Sau đó thì hai cái cung gỗ làm đại bác. Cùng lắm thì thêm một cái giáp thiên thần cũng được, không cho cái gì lấy cái đấy. Giao điện chẳng hạn. Bạn cho thì mình xin. Điện à? Điện ngay. Bạc vẫn minh ân tình dứt khoát. Giờ chỉ có trông đồ và hai cái tân chim tân chó thôi. Hai tân chim tân chó không có đồ thì ngáo. Ta da 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 da. Lạc đa có mấy cháu up 6 à? Trong vòng tay anh dạ. Anh ơi bị hàng chờ lúc đăng nhập. Tức là hôm nay cuối tuần. Tức là hôm nay cuối tuần thì các bạn trẻ bây giờ thay vì mưa gió đi chơi thì các bạn trẻ ở nhà chơi game thì còn sao nữa. Thế mà không phải hỏi. Ôi không trên này. Trước khi chết còn quăng lại một cái chí mạng này. Chí thật. Bụi bay vào mặt chứ đâu không đâu. Rồi cũng Rengar. Bụi kia sao bay vào mặt. Ui cho gát rồi. Xuất sắc. Lâu hết bọn này. Đéo gì đây. Bài nó vừa làm cái gì đấy các bạn. Cảm ơn Phạm Minh Sang đã tặng sao. Lặng nhìn em quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu. Lâu này hay quá, con này đứng cạnh là con Kha'Zix thì không được đang cô lập nữa này. Mày đánh ai, mày đánh ai, mày đánh ai. Ô, xong con Lulu bí, con Lulu trí quá. Thôi pay 2 thôi, bây giờ đang muốn dồn tiền cho nó tròn tiền, tôi không muốn lên pay 2, không muốn mua cái này lẻ tiền. 38 tiền của tôi nó lẻ, tôi nhìn thấy con pay rồi.
Mai đang trong sân là Mai level 2 rồi. Bay vào mặt chứ đâu khóc đâu. Bắt Akali không ta? Là bụi trong mắt em. Silver Dragon. Này để Akali về nó bán á, trời ạ. Thế mà không để cho mình cái này ngon không? Ôi ông này ông đánh trừ mana của tôi rồi. Kassadin ơi. Choáng 5 con. Ui, ngon phết. Xoay dìu chung 4. Chết đông. Ok. Mình đã hứa với nhau những gì. Mình hay giữ trọn vẹn lời hứa. Nhưng nhận thêm một lần nữa. Và tất cả nếu ta còn nếu sẽ quay trở về. Mấy giờ em? Ok anh biết rồi, sợ cái gì, sợ không kịp rồi. Nên xoay. Ok. May mà có cái bù đỏ đấy nhá, không bao giờ mình giết thằng này. Đấy, đợi đến giờ này là mình đỡ được bao nhiêu tiền. Đi để xem quãng đường của Asahin. Ăn đi, anh vừa mới ăn xong cách đây một tiếng ấy, vẫn còn ngon, thề. Có pate. Rất nhiều pate. Có một chút ớt, nhưng mà ớt ngọt ngọt mà. Báo này đi nè. Nát rồi. Bung slung rồi. Vời đấy. Ok em. Tôi phải dướn ba con sát thủ vào cho nó gánh tem.
cái tầm này, cái tầm này là phải gánh team cho vợ lại đi á. Thôi để vợ tôi ngồi ăn nốt cái bánh mì cái. Anh em căng quá. Thế nhưng tôi còn một cái kiếm ở trong này này. Đấy, còn một cái kiếm trong này. Bán mẹ đi. Thôi nào em, để anh tập trung cái. Em nói cho anh ngại quá đi. Anh có một bờ vai đủ gầu. Máu lên em ơi, đọc băng cái gì, con chó gấu. Trời ơi, nó giết tôi rồi bà con ơi. Rồi, em giết con bro mày đi. Quá xuất sắc. Choáng. Ôi con này né được chiêu này. À cuối cùng vẫn chết. Giết được con này thì đẹp. Oh shit. Đừng anh em đừng có chủ tôi không ra Rengar, tôi khóc đi nha. Tôi khóc thật đấy, đừng có đùa với tôi. Hai đấu sĩ, bốn đấu sĩ, bỏ Darius đi. Cho luôn thì không nó yếu lắm. Akali bây giờ yếu quá. Nhóc thở được. Rồi ok. Thế là mắc binh rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ đi chợ tôi kiếm một con Rengar. Nhóc vẫn biết nó cầm đồ gì, cứ lấy con Rengar 2 đã. Nhưng không có Rengar. Em biết lấy đồ gì bây giờ? Biết ngay, đi bà mất rồi. Pai à? Lấy pai này à? Không. Ê, cướp ngay cái giáp không cho bố trẻ này lấy. Pai của tôi còn rất lâu nữa mới lên được 2, lên được 3 nên cứ từ để tôi lấy full đồ cho con này đã. Nghèo mà cho thằng cu đi học cái. Đang bảo trong này. Nghèo mà cho thằng cu đi học. Khổ quá. Nào vợ. Đây rồi. Cháu nó đã lớn rồi. Rengar 2. Và năng bỏ bớt đấu sĩ cho thêm Kha'Zix vào, cho thêm con này vào đấy. Hư vô bộ pháp cái. Hư không còn một con cho Kha'Zix vào vậy. Tập này phải lấy xuyên giáp rồi. Nào vừa phải thôi. Nhảy. Đấy, thấy chưa? Tôi còn một cái Akali cho Kha'Zix và lấy hư không, bỏ bớt đấu sĩ linh tinh ra. Tôi sẽ bỏ bớt con chó ra đây, bỏ con chó 2 ra đây. Hợp lý. Đó, thấy chưa? Tập
tầm này là cũng phê phê rồi đấy, tầm này là cũng tây tây rồi đấy, đạp răng tây rồi đấy. Bỏ Akali ra lại nhỉ, Akali một yếu bo mẹ ra lấy bốn chó để tanker đã, à lấy bốn đấu sĩ tanker đã rồi nói chuyện tiếp. Đó. Rồi biết thế. Tạm tạm. Bỏ Akali đẹp hơn, đồng ý. Đồng ý, Akali 2 thì lại tung vào sau. Thu ra đây. Ủa Chitana cầm hẳn giáp thiên nhiên ở kinh đấy. Cho gác đập choáng. Hất tung. Ui đam chuẩn này. Tất cả đam hiện lên là 200 màu trắng hết. Nhưng nó nói lên điều gì? Nói lên là con chỗ gác kinh vãi lên. Đấm vào mồm nó, nhảy. Ui nó né được này, nó né, nó né, nó né. Nhảy tiếp. Thưa cậu ơi, anh đang đánh con tường hộ mệnh của em ở trong cái trò này. Nó là một con mèo đúng tuổi của em luôn. Con Rengar, anh búp hết đồ cho nó. Wow wow, nó là mèo, mèo chuột mắt thế này, em là con mèo chuột mắt của anh này. Thì cứ nói thế, ôm cái này. Ai ơi. Hư này. Nhiều đồ thì coi, cho gát cái coi. Nghe rồi. Đù. Quả tĩnh lặng thì hơi phèo. Cho gát. Nên up cấp hay là nên roll? Ui, bị các bạn tức giận à? Từ từ đợi anh đi, nhiều blitz quá nhở. Tôi rất không thích cảnh vừa rồi à, ái chặt chà. Gato đúng không? Gato nhận đi, Gato rồi, có người Gato anh em ơi. À đi mẹ con rồng đi ra đây tao bảo. Bố mày xách cổ mày ra ngoài, đấm vào mồm nó. Rồng này. Ơi hay quá, rồng không được thổi. Ken Nen này. Uầy, Darius Zumi ạ, cũng là một cái gì đó đáng quan tâm đấy. Còn Darius Zumi này căng đòn đấy. Đấy, thấy không anh em, thấy không? Bây giờ meta là của Rengar. Rengar cho gát bờ rom. Cứ thế mà phệt cho tôi. 30 vàng. Để mấy tơn nữa nhở. Nếu tích tiền thêm vài tơn nữa đi. Ui con rồng này khỏe thế. Mình gặp thằng này mình có chơi nổi nó không nhở? À bọn này không check đội hình à? Uhuhu. Ai da. Wow nó. Choáng, đẹp quá. Rek'Sai 2 Sojin kìa. Rengar vẫn đang được chơi thôi các bạn. Nhảy, đúng rồi. Cái nữa nào, cái nữa đi. Từ từ nha. Cái nữa nha, từ từ này, có hút máu này, có. Ai ôi, nhảy. Wow, vãi cả xít. Rek'Sai cũng khắm nhờ. Nhưng mà thanh niên này sắp chết đến đít rồi. Về hạnh phúc ấy là đôi số xa. Nhịn tơn nữa. Ôi rồi, nó thay rồi. Giết con rồng đi.
Rồi Kha'Zix, theo con rồng, đúng rồi. Cao vào mặt nó. Cao nó, cao nó. Mau lên. Rồi, rồng chết rồi, ok rồi. Venga vẫn sống, chơi đi em, một mình em cân hết bản đồ đi cho anh. Nhảy. Nhảy. Hút máu lên, hút máu lên. Rồi, dăm ba cái thằng vớ vẩn. Trời ơi. Ha. Ha. À, lúc nãy mấy ông còn bảo mình cái quần què thì nào là đừng có vứt đồ cho Rengar. Rengar yêu lắm nhưng mà nó là meta, khổ quá. Bây giờ nó đang là meta. Tôi có cái đồ gì ở nhà mà tôi quên, nước mắt à? Chả biết lấy cái mẹ gì. Tôi quên mất ở nhà mình có cái gì rồi. Đồ lẻ nhiều quá. Đây rồi. Đây rồi. Bỏ bớt con Blitz thì bán con Blitz rồi đi. Rồi đấm phát thâm mắt con hát luôn. Úi con bên bé tí luôn. Lên trời. Bắt cái thang lên hỏi ông trời. Chắc là tôi chơi 2 Blitz luôn đấy. Chả cần được mà. Đồ lẻ một tí cũng được, coi như là chấp nhận. Mày không nên tham mấy con 5 tiền. Let's go. Kéo con bên này. Kéo con Morgana này ngon hơn. Để cho gát để xuất chiêu này. Choáng, đẹp quá. Cho gát. Something. Ui ăn lìn rồi, xuất chiêu chậm quá. Mình có Rengar làm hết này. Lên máu. Ui. Ngấy quá. Bao đại nhân ơi. Rengar vô cực lại còn không mạnh. Cái gì mạnh nó kinh vã lòng luôn. Ôi. Gươm vua. Mẹ chốc cái gươm vua nó chối tỉ thật chứ. Tốc độ đánh à? Má ơi. Tiếp cả thớt please. Đúng rồi. Good job. Nhảy lên. Ui ôi nó bắt kịp gì kìa. Nhảy con này chết luôn này. Nhảy tiếp con nữa đi.
rồi rồi, chết tôi rồi. Đây rồi, đây rồi. Thư cỏ yêu dấu của tôi đến với tôi đây rồi. Từ từ nha, để tôi xếp lệch hết cái team sang bên này cái. Mày nghĩ là mày có thật sự ổn. Từ từ nha, 2 blitz không vấn đề gì đâu. Bây giờ bạn đứng thế nào bạn cũng chỉ kéo được con Mordekaiser. Đấy, thấy chưa? Tại sao nó kéo được con rồng đến đỉnh thế nhở? Ơ nhưng mà nó khổng lồ hóa đẹp quá. Thôi toang rồi. Nát lòi ra rồi. Đồ nó ngon quá. Luluba này. Ôi kéo kìa. Kéo kìa. Cũng kéo như thế rồi. Con Lulu nó trí quá. Luluba. Trời ơi. Quả đấy tôi roll thế là chuẩn kèo rồi.